Đây, cô chú anh chị ơi, đây là cái thời tiết ở Pháp tuần này nó mưa thúi trời thúi đất luôn á. Ê coi bà nông dân. Ở đây mẹ đi qua đi, đi kiếm cái để kiếm cái bể cái nhánh cây đang con mở cửa. Sáng nay Dung dẫn mẹ qua thăm thăm chị chồng Dung á, cô chú anh chị. Nhanh nhanh nhanh. Bà đi bonjour nha. Ça va? Bonjour. 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 C'est ma mère. Jana. Te dérangez pas? Te dérangez pas? Non, pas du tout. Rentrez. Rentrez. Je suis contente de vous voir. Mà chị chồng con nói chị vui lắm, thấy mẹ chị vui lắm. Tati. Nè thấy chị chồng con đẹp không? Chị Ella đi cái tết jolly, cái tết tết mignon đẹp. Et tu y vas un bar à pluie? Oui, oui, oui. Oui, parce que je vais partir à rouiller là. Oui, 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 oui. Mẹ nói chị là đi máy bay. Chị nói mẹ là đi máy bay mệt không? C'est très fatigant ouais. Mệt. Ça fait beaucoup d'heures, hein. Ouais, c'est en plus l'avion arrive tard, 1h30. Je suis contente. Et les petits, ils sont mignons. Ouais. Mẹ chị nói là chị nói mẹ là mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ dễ thương. Oh, je te dérange pas. Je vais à rouiller après. Je repasserai avec le petit parce qu'hier il vit, il est fatigué. Et je dis oui, c'est Tati. Et non, maman, je suis fatiguée. Voilà. Aidez-toi. Elle doit être fatiguée, la pauvre. Chị nói là ở nhà hàng quá trời trôi rửa luôn. Elle doit être fatiguée. Je suis en pyjama et aujourd'hui justement je me suis levée tard. Je me suis levée tard parce que j'étais fatiguée et j'étais pas bien ces jours-ci. Hein. Je n'ai pas fait le ménage là-bas. Non, c'est. Je crois que j'avais un peu de fièvre pendant quelques jours là. Je sais pas ce que j'avais. J'étais fatiguée. Et là ça va mieux on dirait, mais je sais pas. J'étais fatiguée. Et là ce matin à 8h j'étais encore au lit. Oh c'est bien, ouais c'est bien. Et si c'est possible, à 5h après-midi, tu peux allumer le chaulier si tu veux. Ah oui, hein? Oui, même à 5h, tu crois? Ouais, ouais, voilà. C'est le soir qui fait frais. Là. Humide, là, tu sais? C'est humide, c'est. Yeah, t'es mûre, non? Et ici, il a fait chaud cet été, ici, dis-lui qu'il a fait très ouais. Chaud. Et là-bas aussi, certainement, c'était. Chị nói là mùa hè ở đây nóng lắm mà ở bên Việt Nam cũng nóng đúng không? Ừ. Phải show ở Việt Nam một xí rồi. Mà nói là show. Mà nói là Việt Nam show. Et là il pleut mesdames. Eh ben c'est le même temps que Vietnam. Et voilà, tout l'été il pleut pas et voilà oui, maintenant et oui. il pleut oui. Jusqu'à dimanche. Et oui. Bon, alors les vêtements salés. Oui, il y a quelque chose. Elle a porté là, le là. Chị đưa một ít đồ đi làm cho mẹ mặc đó cô chú anh chị. Mẹ chị nói là dơ lắm cho nên là đừng có mặc đồ mới. Mà chị nói là mấy đứa nhỏ cưng lắm. Ừ. Au début, tu sais, le premier vu
Il a un peu peur, il choque ma mère, et mais oui. Après, de temps en temps, tu l'as dit, voilà. Et maman a fait un ménage, il vient derrière, mamie, je t'aime, mamie, et voilà, oui, et voilà. Oui, c'est un chat, mais elle a nié, 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 elle a nié. Dung không có nói với chị Dung là mẹ Dung sang của chú anh chị, tại vì lần trước á, khi mà Dung làm visa cho mẹ đó là chị cũng đợi trong riết mẹ sang, chị cũng hồi hộp lắm á, nhưng mà rồi cái visa bị từ chối rồi này kia, chị cũng buồn theo mình, cho nên lần này á, Dung không biết là visa có được hay không, cho nên là Dung không có nói với chị trước. Et moi, j'ai pas de santé aussi. Ben, si tu viens la santé, je prends un voyage chez moi. Ah, voilà, oui. C'est ça. Elle a dit que tu es encore prêt. Elle a dit que tu es Việt Nam, dẫn, dẫn chị về Việt Nam. Santé, oui, mais là. On va quand même faire. Chị Dung khóc, cô chú anh chị nói là phải gì, chị có sức khỏe rồi này kia ra là đi về Việt Nam chơi với tụi mình đâu được. Nhưng mà tại vì chị sức khỏe không có tốt quá cho nên là chị không có đi đâu xa được hết. Hai ba lần đầu gặp và cô chú anh chị ôm nhau khóc. Đó. Chị ở con mình à. Ê, tôi sợ là chú không có rồi. Son mari, comment il va? Et lundi, il appelle tous les jours, voilà. Et parce que mon frère, il travaille encore. Il est tout seul à la maison, là. Et mon frère, à la rentrée, samedi. Et voilà, il appelle tous les soucis de maman. Il lundi, maman, est tout seul à la maison, n'est-ce pas? Il n'y a pas de la famille à côté, non? Bon, mais il n'y a pas de famille, mais bon. Il est voir son frère, mais bon, c'est pas pareil. Il y a sa femme à la maison, tu vois, ouais. À, chị hỏi thăm ba Dung đó cô chú anh chị. À, ba Dung ở nhà một mình thôi. À, em Dung thì nó đi làm ở bên Lào á. Nó cuối tuần này nó mới về ở nhà với ba Dung. Đến khi mẹ về thì em đi làm lại. À, cho nên là ba nhà một mình thì ba nhớ mẹ, ba gọi hàng ngày luôn á. Ui, sao ba mưa rồi. Chị hỏi thăm cha. Sao ba mưa rồi. Bon, tu as besoin de quelque chose? Oui, pardon. Tu as besoin de quelque chose? Je sais pas si... ton frère, il est où ton frère? Il est à Laos. Il est où Laos? Ouais. Il travaille là-bas? Ouais. Il travaille dans l'usine qui fait fabrique la machine pour les cachots, tu sais, pour le matelas, pour tous les produits de. Non mais une surprise pour Faustin, on n'a pas dit, hein. On fait une surprise pour lui, ouais. Ouais. Oui, et qu'est-ce que tu veux que je lui achète à Faustin? Faustin n'a pas de 20 dessous, il est content qu'il mange ensemble. À, trong tháng 10 này là có sinh nhật của ông xã Dung đó cô chú anh chị. Thì Dung mời con trai của ông xã, rồi sẵn có mẹ Dung luôn á, chị Dung nữa. Cho nên là Dung rủ chị Dung về ăn cơm chung với tụi mình. Thì Dung nấu vài món này đãi cho cũng như bữa cơm mà tạo bất ngờ cho ông xã Dung. Là sinh nhật ba Louis, mà 23 tây là chủ nhật. Cái con định là nấu đồ ăn, làm bất ngờ cho ông, phải không? Đó, rồi con rủ chị chồng con lên. Je vais faire un thé quand même, vite fait. Allez, un thé vite fait. Ouais, comme tu veux. Tu fais un thé à ta mère. Ah, tu veux, hein? Thấy nhẹ không? Dạ, vẽ tranh nè, chị vẽ đó. Ừ. Ở nhà buồn buồn vẽ tranh nhớ qua. Chị ở nhà làm thợ vẽ đó cô chú anh chị. Đó cái cây đó, cái cây lưỡi hổ đó mẹ. Mà cái này là màu xanh, ở kia hai cái gì nó màu vàng. Uống cái lá không nhánh không gì tòng sống hả? Ừ, cái này nè, nhưng mà hai cái gì nó màu xanh. Ủa, màu đỏ, màu vàng. Đồ to là đồ hàng giấy vỡ rồi.
Halloween không? Dạ. Tại vì chị ốm á. Ừ. Ốm á, bệnh mấy bữa á, ốm 5-6 kg á, bệnh không ăn được á. Ừ. Bị cũng y như Dưỡng Út vậy đó. Mà đều nhẹ nhưng mà người ta cho uống thuốc tan. Ừ. Tay khám. Trời mưa quá mưa của chú anh chị à, Dung chạy qua nhà chị hỏi chị có cây dù cho Dung mượn. Cái dù sáng ba Louis bỏ trên xe hết trơn rồi, ba Louis chở tụi nhỏ đi học á, rồi cái Dung không có dù để lát Dung đi chợ với lại chị bệnh mấy hôm nay đó cô chú anh chị, nên là Dung hỏi là chị có muốn mua gì không thì chị Dung mua mang về cho chị luôn. Chị hỏi mẹ uống vị nào, chanh hay là cái nào cũng được. Cái ça thì n'importe. Ouais, n'importe ça thì je ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, Tati. T'en veux un thé aussi? Non, 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 merci. Je non? Déjeune déjà à la maison. Ah, oui. T'en veux pas? Non. Je vais me barrer. Voilà. Au citron. Au citron. Chan. Citron. Thé citron. Ouais. Citron. Oui. Citron, mais là, les citrons. Citron. Mmh. Voilà. Mais là, merci, Jay. Merci. 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 Merci, Jay. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, si j'aime bien le thé citron. Ah oui, c'est le fraîcheur, ouais. Le corps a besoin d'eau. Il y a du sucré. Ouais. Có đường á, mẹ mẹ uống đường, mẹ bỏ vô viên đường. Dung để cho chị với mẹ uống trà, tại vì Dung vừa mới ăn sáng với lại uống trà bên nhà xong qua cô chú anh chị. Ou pas encore là. Ça passe, c'est mais tu vois hier soir j'ai voulu manger un peu, mais tu vois je suis obligée de faire attention. Sinon, si tu as faim, prends un café, prends une conversation radio quand même. Non, mais là, j'ai pris les médicaments. Ouais. Mais tu te rends compte, il y a des médicaments qui sont très dangereux. Eh oui. Il y a le secondaire. Et ils ont des chiens là-bas chez eux, oui, aussi. Hein? Ils ont des animaux là. Des oui, chiens. Mais c'est pas pareil. Le chien, il est dehors. Et il n'est pas à l'intérieur. Comme nous. Le, oui. Ouais, le mien, ouais. Il est vieux, le pauvre. Eh oui. Il est fatigué. Oui. Il a 14 ans. Chị hỏi mẹ ở nhà có nuôi chó không? Ouais, mais, mais... Mà con nói mà con nói chó là nuôi bên ngoài chứ không có vô nhà như bên này. Ça fait, yeah. Quand je suis allée le chercher. Et il avait 8 ans dans un chenil, une chienne. Oui, mais ça fait 5 ans. Voilà, voilà, il est 13 ans là. Chị chồng Dung á, cô chú anh chị, rất là cởi mở. Và cái kiểu như mà buồn nói chuyện á, ít có gặp người ta á, cho nên là chị gặp ai là chị mừng lắm, nên là nói chuyện giờ cô chú anh chị mà ngồi nói chuyện từ sáng tới chiều chị cũng ngồi nữa. Chị rất là thích có người tới thăm á, mà Dung á nhiều khi Dung đi làm hoặc là chiều nhiều khi tụi nhỏ chạy qua chạy lại thôi. Tuần này thì mưa cho nên là Dung không có qua được chị, mà mỗi bữa thì Dung không qua thì chị cũng đi qua nhà. Và mấy hôm nay là dọn dẹp nhà hàng đó cô chú anh chị, sáng thì Dung đi sớm và suốt à, cho nên là Dung không có gặp chị. Mà mấy hôm nay chị bệnh, Dung không có hay à. Mấy hôm nay á, là chị bị sốt. Lạc, lạc thì mẹ bỏ đường thêm. Ngon. Mẹ nói chị là bon, c'est bon. Oui, il est bon, hein? C'est bon. Il y a ça, non, vous en avez du thé là-bas, oui. Oui. Des sachets comme ça, non, peut-être des... C'est si, pas si, pareil. Moi, je là au restaurant. Mon frère, il s'est marié, finalement. Oui, il est déjà marié, oui. J'ai hỏi là, em trai có vợ chưa? Con nói có vợ rồi. T'as dit qu'ils sont gentils avec tes parents, en fait. Oui. 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 Tu as les robes de chambre pour ta mère? Oui. Oui. À, chị quan tâm mẹ là chị sợ mẹ lạnh á, à, qua đây không quen đó cô chú anh chị, à, hỏi Dung vậy chứ có cái áo mà khi mà mình trước khi đi ngủ hoặc là khi mà mình xuống giường đó cô chú anh chị, cái áo lông á mặc vô nó rất là ấm luôn. Hôm nay mẹ ngủ mẹ có lạnh không?
Et voilà, c'est ça, faut repris un peu. Avec ma maman, ça va. Vous allez travailler au mois d'octobre, toutes les deux. Chị nói là tháng 10 là mở cửa lại là bán nhà hàng. Travailler, mẹ nói vậy, chị nói là travailler, là đi làm. Vous allez travailler. Et puis elle va t'apprendre des choses, elle va t'apprendre... Eh oui, nous renouveler la carte là, il y a beaucoup de choses nouvelles là. Eh oui. Elle va t'apprendre de faire des trucs que tu ne sais pas faire, toi, peut-être. Il y a des choses que tu ne sais pas faire. Ouais. Et oui, une maman, ça apprend plein de choses, une maman. Mais... Ouais. C'est important, une maman. Ego. Et voilà. Et plus la mienne aussi, tu sais, mais... À, chị Dung nói là mai mốt có mẹ mẹ với Dung phụ ở trong nhà hàng đó cô chú anh chị, nhưng mà chị Dung lên thấy cái nhà hàng là thấy ngán rồi. Chị nó dọn biết bao giờ mới xong, mẹ Dung cũng nói như vậy luôn đó, nhưng mà từ rồi cũng xong rồi cô chú anh chị ơi. Chị nói là mẹ là quan trọng lắm đó, là hôm nay là lấy hình mẹ chồng Dung khoe với mẹ đó. Hai bà là rất là dễ xúc động, ngồi nói chuyện xíu chứ khóc hoài à cô chú anh chị ơi. Anh là mẹ chồng đó mẹ. Mẹ chồng á. Mẹ. Julie, mẹ nói đi, Julie. Julie. C'est ma petite maman, oui, c'est mon petit ange. Elle veille sur moi. Ah oui, elle te surveille encore. Elle me surveille. Si je te laisse, je fais des courses, parce que faut s'aider matin là-bas. Là. Oui, oui, je comprends, t'as des choses à faire, je sais. Ah, Dung đi chợ, cô chú anh chị ơi, cho nên là Dung để chị lại, chị rủ mẹ là chủ nhật, chiều chủ nhật thì chị làm bánh á, kêu mẹ qua uống trà với chị. Thì là Bruce xem là chị rủ mẹ là chủ nhật qua ăn bánh với chị làm bánh rồi mẹ qua ăn bánh với chị. Maintenant, merci. Maintenant, merci. Avec plaisir. Dimanche. Chủ nhật. Dimanche. Merci. Si t'as besoin de quelque chose, tu me le dis, Non, tu pensais allumer le chauffage. Le chauffage. Ouais, 4h30 par là. Ouais, 4h30. Allumer ma zout un petit peu pour le petit. Merci. Et alors, si vous venez, ouais. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Journée. Voilà. Et Charles, il a pris par les Français. Voilà. À dimanche. À dimanche. D'accord. Bon, merci, Tati. Avec plaisir. Bonne journée. Hein. Bonne journée à vous deux aussi, à vous trois. Oui, merci beaucoup. Đây là video lần đầu tiên mà mẹ Dung gặp chị chồng Dung, mà cũng là lần đầu tiên hai nhà xui gặp nhau đó, cô chú anh chị. Chị và mẹ cũng rất là vui biết nhau như vậy. Cô chú anh chị ơi, mấy chị chỉ biết nhau qua video thôi. Nhìn nhau được ôm nhau như vậy ở ngoài là rất là hạnh phúc luôn. Thì hai người mẹ rất là xúc động. Thì Dung cũng xin dừng cái video tại đây. Và Dung xin cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Dung xin chúc cho cả nhà có nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình nhé.